Hello mọi người, hôm nay tụi tôi đổi mang nha. Bữa nay đổi mang hấp hấp nước dừa tôm hùm Alaska. Ghê ghê. Đây, gì nữa quay? Quay đâu quay? Kia, gì? Đi mày. Gì nói thầy? Đây, ra cho đệ đâu vậy? Đây là dừa nhà mình nha các bạn. Đây là tôm nhà mình luôn các bạn. Mình với anh Đen mới lội xong lên bắt các bạn. Chúng có đi mua nha. Bắt ở trên nhà bà gì mình bán ở đây. Chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Đen Mở Neo đây. Thì đứng kế mình là Hiếp Lộc. Còn đây là Buda. Mình là Khi Nam. Mình là Tha các bạn. Thì anh em mình tiếp tục là món tôm các bạn. Thì anh em mình phải thức dậy 3 giờ sáng. Chạy ra chợ là mấy 4 giờ. 4 giờ rưỡi ngồi đợi. Đợi tới 5 giờ người ta ra bán. Anh em mình mới lựa được mấy con tôm bự như mọi người. Còn tươi nha. Mà mình để vô tủ lạnh giờ nó ngáp hết rồi. Thì anh em mình hôm nay anh em mình sẽ làm món tôm hấp dừa. Đây, chả dừa. Giờ này mình mua bánh chè lại nhé ông hai. Các bạn không phải tự dinh đâu nha. Dừa nhà mình nha các bạn. Xào chúa, xào chúa. Tôm càng long. Tôm duyên hải. Tôm duyên hải người ta đem qua Càng Long ta bán. Rồi anh em mình chạy từ Trung Thành qua Càng Long này mình sẽ mua được con tôm này. Tôm sóc trăng à, tôm sóc trăng nha. Không phải như tôm. Không phải như ngại nha. Con này mua sóc trăng. Sóc trăng. Con này mua Càng Long. Giờ nãy mua ở Trà Vinh. Hồi nãy mới nói mua đâu, bánh chè. Giờ anh em không nói nhiều nữa nên mình bắt tay vô làm các bạn. Lâu năm mình mới chặt dừa ngang. Kinh nghiệm của tôi không biết nữa, chưa biết chặt được đẹp không đó. Anh ơi bật. Biết mà nó chặt mà hư chai đó là kêu nó đi mua Bến Tre, dừa Bến Tre các bạn. Là đi chạy đây, đi tới Bến Tre mua chai mới nha. Đẹp đẹp nha. Tôm anh em mình đã gửi rồi nha các bạn. Thì mình sẽ bỏ vô nồi đất này. Nồi này cũng khá xinh xắn các bạn. Sang chảnh. Xếp tôm vô cho nó vừa cái nồi nha các bạn. Vừa không? Vừa chứ. Mình đổ cho nó nhanh. Như thì mình sẽ đem đi đâu trái dừa đâu rồi cơ, mình hồ biến cái trái dừa mình bẻ ra được nè. Ghê không các bạn. Thì mình sẽ đổ nước dừa vô luôn các bạn. Rồi đổ luôn. Trời dừa bánh chè ngon chết luôn. Rồi nước còn nhiều á. Hết luôn. Được rồi. Giờ đủ. Còn nhiều rồi. Món này mình làm cũng khá đơn giản mà cũng khá phức tạp đó các bạn. Còn nhiều đây tôi uống nè. Giờ mình sẽ bỏ này vô trang trí cho đẹp đẹp. Mình sẽ đóng nắp tay em đi hấp nha các bạn. Đây, trong khi chờ đợi tôm chín anh em mình sẽ cắt trái dừa này cho đẹp đẹp. Anh em mình để xíu anh em mình tôm nó chín anh em mình sẽ trang trí nha các bạn. Khi anh em mình cắt cái ít dừa sao cứng dữ vậy. Đây mọi người, nãy mình cắt được giờ mình nhường cho bếp khác mọi người. Chỉ có anh Phép thôi mới làm được. Quá hay, quá xuất sắc. Mười đêm. Wow. Phép nó đè khí thế luôn các bạn ơi.
bạn. Sau tầm nửa tiếng, món này làm nhanh lắm, thì anh em mình đã hoàn thành xong cái món là tôm hấp nước dừa nha các bạn. Thì đây là muối tiêu, anh em mình ra chanh, chanh vô nha, chanh, cả chanh. Rất lẹ ba ơi. Cái này mua ở Campuchia nha các bạn. Wow. Mình để nửa trái thôi mày. Này. Muối tiêu mình có sẵn. Ăn chanh nhiều hay ít? Dừa. Nhiều nhiều quá chua các bạn ơi. Ăn nó mất vị tôm các bạn. Đây các bạn, thì hồi nãy cái dừa này anh em mình gọt thì nó màu trắng đẹp lắm, mà sao để lâu nó lên đỏ như hết đẹp luôn các bạn ơi. Như để tôm lên nó đỏ theo tôm luôn á. Giờ anh em mình sẽ không chừng chờ gì nữa, anh em mình sẽ thưởng thức thôi nghe. Món tôm thơm ngon mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa. Chờ tôi ăn liền, ăn nha. Ăn trước, anh ăn trước. Người lớn các bạn, người lớn anh em mình. Người lớn đi đầu nha các bạn. Người lớn anh em mình cho người lớn thưởng thức trước. Mời các bạn nha. Lọc đầu ra mày. Wow. Ngon. Hay chua. Cảm nhận nên vừa ăn rồi đó. Vừa ăn rồi. Anh em vừa ăn đó. Thì món nào anh em mình làm cũng ngon hết các bạn. Thưởng thức mà dám nói mà không ngon cái một là khỏi ăn. Giờ tới mấy ai? Tới mình. U đăng. Thì những clip trước mình là người thưởng thức sau các bạn. Thật là tội nghiệp. Giờ mình sẽ quyết định, mình mời các bạn, mình sẽ thưởng thức trước. Mình sẽ lột cái đầu nó ra. Ăn đúng vỏ nha các bạn. Có vitamin gì đó mình không biết nữa. Không có mà. Không có mà. Có mà. Không phải không có mà. Vitamin C. Này chấm các bạn. Mời các bạn nha. Rất là ngon các bạn. Thôi ăn đi, nhìn cái gì? Nhìn cái gì, ăn đi. Trời ơi, mất cậu bạn. Cho cậu làm á. Nước dừa nó ngọt ngọt thì mình để hấp chung với tôm này. Nó rất ngon. Ăn vô nó ngọt. Với được cái con tôm nó tươi nữa các bạn. Mình phải chạy sớm mới mua được con tôm này các bạn. Hãy nhấn like để ủng hộ cho anh em mình làm clip sau, anh em mình làm con bự bự hơn nha các bạn. Ơi kìa nè. Rồi ăn đi. Ăn đi. Mà cỡ gì trời ơi, đâu có gái đâu trời. Không có gái đâu trời. Bóc con tôm đầu đời nha các bạn. Cái này hồi nãy đẹp lắm mà giờ nó teo hết rồi. Ăn luôn nha các bạn. Ngon nghe, thấy gì ngon nhỉ. Này ta nói rau găm nè. Nó là ngon lành các bạn ơi. Nó ngọt của nước dừa, tôm nó ngọt nữa. Tôm này tụi mình tuyển chọn từ Canada, Úc. Mới về tới Việt Nam thì mình mới mua được các bạn. Món này anh em muốn làm ăn tay nhẹ thì chỉ cần nhiêu ta? Này mình mua nhiêu? 300g. 300g cỡ tầm 30-40 ngàn thôi. Cái dừa nó tính 10 ngàn các bạn. 10 ngàn thôi là tầm nói chung là 50 ngàn anh em có món này ăn rồi nha các bạn. Cái dừa này nó có 5 ngàn à. Sợ nữa. 10 ngàn đâu mày. 5 ngàn. Mua nhà 5 ngàn. Mua nhà 5 ngàn. Nhà 7. Hồi nãy đầu clip thì nó nói mua ở Bến Tre. Dạ nó mua nhà 7. Clip này giả tạo á. Clip giả tạo chứ không phải clip giả tạo. Ăn đi.
mình ăn cho thằng Cam nó thèm chưa các bạn? Miếng cả trời. Nói với thằng Cam mình không biết ăn tôm nha. Có ai giống thằng Cam mình không các bạn? Tôm nó ngon như thế này mình không biết ăn. Thật là tiếc quá. Tệ thật. Ngon quá Cam ơi. Trời. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Thêm một con nữa. Ăn thêm miếng rau quầm nữa các bạn. Ngon quý. Đây mời các bạn thêm con nữa. Mắt ngán mày. Ngán nha. Ngon các bạn ơi. Ăn cái này luôn. Ăn luôn. Ăn luôn. Đừng bỏ, ăn luôn. Không, ăn luôn. Không có gì sánh bằng một bằng. Tự tay làm ăn ngon như thế này các bạn ơi. Bữa nay hết trời nóng luôn nha các bạn. Bữa nay trời mưa các bạn. Bữa nay trời mưa rồi các bạn. Bữa mình nói lộn các bạn ơi. Mình edit video mà mình ngồi cười mình luôn các bạn. A few moments later. Tao no rồi. Ai ăn xíu mình bỏ hũ cho chó ăn nó cũng vậy rồi. Ăn đi. Ăn đi các bạn. Ở chỗ đây ai nhỏ nhất. Xíu chó mình lại mình cho chó ăn. Tao. Mày no rồi. Mày nói mày no rồi. Ai kệ đi. Rồi sao mình cũng vậy ha. Mình no các bạn, hồi nãy mình ăn hơi nhiều, mình giờ mình no các bạn. Giờ mình sẽ nhường ai trong đây nhỏ nhất đó ăn các bạn. Trong đây ai nhỏ nhất? Mình nha các bạn. Nhỏ nhất. Vừa hồi nãy phím gọn còn méo méo các bạn. Mình xíu mình để nhỉ mà xíu mà. Chó mình qua mình chó ăn. Rồi vậy được có sủng xì mới về. Đâu có no rồi, mình làm vậy thôi chứ mình no. Nãy giờ ăn nhiều. Còn no. Muối các bạn. Nè phải không các bạn, cái này nước phải không? Nước. Nước tôm á. Nãy này mình nhường nhường. Hồi nãy mình ăn hơi nhiều, nãy đầy cái này các bạn đầy. Hiểu chưa các bạn, hiểu chưa? Hiểu chưa các bạn? Các bạn hiểu chưa? Nó chìm luôn các bạn. Điện chó mình mà. Điện kêu hết, điện kêu. Giờ làm sao? Giờ sao? Nãy tao nghe mày nói mày ăn no rồi mày còn đòi nữa. Tao nói nào? Làm sao? Tao ăn có một con nha mày. Một con thì thấy mày ăn nãy giờ rồi đó. Có một con á mày. Một con thì một con, hai ba con rồi đó con. Mày cái chừng tao mày vậy được, còn được có con mày không nhường cho tao, tao em mày đó, mày làm gì coi được không? Không á. Mày nghe cái chuyện mày. Mình no rồi các bạn. Có quả luôn. Cãi nó đi, không cãi. Ai nghĩ cãi rồi. Anh em mình. Dạ. Cảo mày. Thì giờ clip hôm nay anh em mình tới đây cũng xin phép kết thúc nha các bạn. Món anh em mình làm xong rồi. Anh em mình cũng đã thưởng thức xong. Giờ anh em mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Trời cũng chuyển mưa rồi các bạn. Thì nếu thấy cái video này của anh em mình hay, để lại cho anh em mình một like. Chia sẻ, đăng ký kênh, bấm chuông để có thông báo clip sau nha các bạn. Giờ anh em mình bye bye mọi người. Bye bye.
Bây giờ anh em mình ăn xong rồi, giờ anh em mình dọn nha mọi người. Dạ dọn. Ôi. Đâu đi? Ôi. Gì? Còn nè. Ôi. Còn trái dừa các bạn. Nó bỏ trái dừa cho mình luôn các bạn. Thì người ta luôn nói là cái thằng mà ăn cuối là luôn luôn là cái thằng dọn các bạn. Lần sau à, cút kinh nghiệm nha. Đừng ăn con nào mà còn cuối nha. Giờ em dọn mình đi.